Quý vị khán giả thân yêu đang đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Thưa quý vị thân mến, khi âm thanh này phát lên là chúng ta biết chúng ta đang đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công ty Đông Tây Promotion thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ ba hàng tuần trên HTV7. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn nhà tài trợ chính LG Electronics Việt Nam đã đồng hành cùng với chương trình. Thưa quý vị thân mến, chúng ta sẽ gặp gỡ nhiều thế hệ. Có nghĩa là gì? Con cháu, em út, bạn bè, anh chị, chú thím. Wow, trong chương trình này trên có hết vậy luôn anh. Trên lệch vậy luôn. Ồ, vậy thì sao chơi được ta? Được chứ. Trên lệch quá thì nói chuyện sao hiểu anh. Thì đó, nó xảy ra trường hợp nè. Nếu mà mấy đứa nhỏ mà thắng người lớn á, thì người lớn nói, ôi mấy đứa cháu mà hơn thua nói chi. Dạ. Đó. Mà lỡ mà thắng mấy đứa cháu thì nó, trời mấy đứa còn non kinh nghiệm. Dạ. Đó. Và đội đầu tiên, cái gì vậy? Có trên có dưới. Dạ. Ở Hàn Quốc gọi là tiền bối đó. Dạ. Đúng không? Lớn lắm. Tiền bối tiếng Hàn Quốc gọi là gì? Son bè. Son bè ngày hôm nay có vài người. Son bè đầu tiên. Son, son. Son. Dạ, son bè. Bè. Hai son bè. Dạ. Còn hậu bối là son trà hả? Hu bè. À, son bè, hai son bè và một hu bè. Hu bè. Ừ. Đó. Hai son bè đó là Huy Khánh và Nguyễn Hồng Thuận. Còn hu bè là Cao Bá Hưng. Nhìn đi, giống như là chú ba với lại chú năm ở dưới Cà Mau lên đón nhỏ mới đi học nước ngoài về. Dạ. Đúng rồi. Okay. Đúng rồi. Dạ. Okay. Nhìn nhỏ mặc đồ biết du học, còn đây là chú ba với quen lam lũ. Bảy bảy bảy. Còn đây chú hai đây. Đây tôi giới thiệu lại. Đây đây là chú ba với quen lên đón. À. Đây là chú năm người cu mang thằng bé cho thành phố, hiểu không? Nhìn hai phong cách. Khán giả chưa cười. Khác nhau. Kệ cười kìa, làm chưa lại đi, hả? Nói lại đi. Nè nói lại nè, đây là chú ba lam lũ, cháu học nước ngoài về, còn này là chú năm mới bán được vài miếng đất mày đặt ăn dặm. Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? À, mới bán được một hai miếng đất là bắt đầu là ăn chơi. Chơi cho ta nể. Rồi, hai bạn già thì là quá rành rồi. Rồi, mời Cao Bá Hưng giới thiệu nào. À dạ, em chào anh chị, chào những khán giả đang có mặt tại trường quay. Em là Cao Bá Hưng. Hiện tại em công việc của em là sản xuất âm nhạc và ca hát. Hôm nay em rất là vui khi được góp mặt trong chương trình và em cùng với các chú của mình, các chú của mình, các chú của mình. Nhất định sẽ giành giải thưởng. Dạ, các chú của mình, các chú, các thưa quý vị, con cháu nó học nước ngoài về nó biết, nó hiểu hết. Nó biết đó là xin bè. Ê, xin lỗi nha, xin lỗi, đó, xin lỗi. Nó biết cho tôi gắt lời một xíu. Gắt lời. Để tôi nói chú chỉnh con mà lộn. Để anh nói cho nghe. Cái người nào mà có gia đình á, hiểu không? Ta có vợ con rồi thì mình kêu chú bác được. Dạ. Những cái người ta còn độc thân, người ta chưa có gia đình, nói vậy không có được. Dạ rồi. Ủa sao không được anh? Kỳ lắm, người ta còn chưa được cho kiếm vợ chứ. Đây để tôi phân tích. Sinh năm nhiêu con? Dạ con 98 à. 98. Thôi, đủ rồi. Ok. Thì chú con trai. Con trai cố gắng thi nha. Mời xin bè và hú bè. Hú bè về hú hú a. Hú bà. Đội okay. Kia cũng có người già lắm. Thưa quý vị thân mến, bây giờ chúng ta sẽ chào đón một đội này. Đơn giản thôi, dùng một chữ thôi. Đội này là dùng chữ gì? Chữ già. 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 Bảy, chín trắng. Đã có đội chín trắng ở đây thì có một đội tiếp theo, đó là đội đẹp. Đội bồng bột. Hoặc là đội xinh. Xinh. Xin mời Ngân Khánh, Thái Trinh và Anh Tú. Trời ơi trời, Khánh ơi sao bao năm vẫn đẹp. Dạ cảm ơn anh. Trời ơi,
quá đẹp luôn đúng không? Đẹp anh. Đẹp, xinh, trắng trẻo, tóc tai mượt mà. Nhưng mà kế anh cũng có Harry xinh quá trời nè. Này ngày nào cũng gặp chán. Sao anh nói với em vậy được anh? À, anh Tú trưởng thành ha, thì công việc hiện tại và tất cả mọi thứ như thế nào? Dạ, công việc thì em ổn anh. À, mọi tất cả mọi thứ đều ổn luôn. Rồi, ý là đừng hỏi nữa đúng không? Dạ, cho qua tour đi anh. Trinh ơi, ở đây có ca hát nhảy múa gì không? Dạ có, cũng thường thường tuần, hai tuần mà. Rất là đam mê mà đúng không? Dạ. Không hát chịu thôi nổi. Dạ. Mà em thấy Trinh nó rất là giỏi, là lúc nào cũng làm rất nhiều dụng cụ âm nhạc á. Mà em thấy làm nhiều cái lắm luôn. Một bài hát nhưng mà làm ra nhiều cái âm thanh á khác, nó tự chế hết luôn. Giỏi lắm. Giỏi, em thấy rất giỏi. À. Quá giỏi luôn. Còn hôm nay không thấy em, mấy đứa để chú nói chuyện mấy đứa. Cho nói cái chú. Sao? Cái cô đó phải qua đội này nó mới phù hợp, bé này qua này nè mới chuẩn nè. Ủa cô sao đó vậy anh? Thấy cô không ổn lắm đâu. Tú, anh nói nghe Tú. Dạ. Em thì cuộc sống ổn định rồi đúng không? Dạ. Anh thì chưa ổn lắm, bây giờ hai anh em mình đổi chỗ được không? Đây nè, anh thi phạm cho tại sao chú đổi chú. Chỗ. Không, kệ chú chút đi. Nè, giả bộ. Màu giả đó, giả màu. Giả bộ. Nè, thấy chưa? Mọi người thấy không? Vô với trời sinh đúng không? Trời sinh rõ ràng một đội đúng không? Bây giờ nè. Đúng là vô là cái màu liền, nhưng mà hỏi nè, Trinh với Khánh có thích hay không? Đó, không nói có nghĩa là có. Có thích, Khánh có đồng ý không? À, thực ra thì em nghĩ là khi mà em ở đội bên này thì em cũng có thể bảo bọc được cho hai em nhỏ, nên em nghĩ chắc cũng không. Rồi đi về đi ha, đi về đi. Đấu gì là đấu đủ. Bây giờ hỏi là trong một thời gian mà mình bận việc gia đình á, mình vắng bóng thì mình có nhớ không? Mà tại sao hôm nay mới xuất hiện tham gia chương trình được? Thực ra là cũng rất là nhớ sân khấu, nên là tại vì do 4 năm qua là em ở bên Sing, em đi học, nên là em cũng không có thời gian để tham gia chương trình nhiều, là phải đi về về. Bên Sing vẫn còn nợ sinh viên tụi em một cái buổi lễ tốt nghiệp, nên em vẫn chưa tốt nghiệp. À, thế nên bây giờ trong thời gian rảnh rỗi thì mình sẽ làm nhiều việc, trong đó có việc là tham gia chương trình với mọi người cho nó vui ha. Dạ. Yeah. Không có cái gì vui mà gặp nghệ sĩ và gặp khán giả mỗi ngày hết trơn thưa quý vị. Sướng lắm. Duy nhất là gặp anh với Harry đây nữa. Trời ơi. Con bé nó không nói vậy sao được ta. Không những nó đẹp, nó xinh mà nó còn khéo ăn nói thì trời. Cái đội này khéo bao nhiêu thì cái đội kia chán bao nhiêu. Thôi. À, đội thắng mình về khu này. Dạ. Đội thắng về khu này. Thì bây giờ có hai đội, đội thắng và đội thua. Mình cần chơi nữa không? Em nghĩ là không cần chơi cũng được, cho thưởng luôn cũng được ha. Excuse me what? 30 chưa phải là Tết nha mấy bạn. Rồi. À. Nhưng mà 40 chắc chắn là già nha. Ok. Sao á? Đội thắng của buổi tối ngày hôm nay không cần biết là có thắng vòng đặc biệt hay không, thì sẽ có một tấm vé vào vòng trong đấu với đội khác. Đội thắng sẽ được thêm cái tiền thưởng là 18 triệu đồng. Và mỗi bạn sẽ được nhận một cái loa Bluetooth LG có cái tên là Xboom Go. Đội thua sẽ ra về với 12 triệu đồng. Mỗi người sẽ có một cái cặp tai nghe không dây của LG mang tên là Thân Free. Thắng thua đều có quà và đều có tiền cả. Bây giờ vòng đầu tiên, bây giờ thì mọi người muốn cử ai ạ? Tất nhiên là cử cái người lớn nhất rồi. Là Khánh. Chưa chắc nghe, nhiều khi em lớn hơn anh đó. Lớn hơn anh đó. Chung đội mà bị chặt luôn kìa trời, trời, nhiều khi em lớn hơn anh đó. Thôi bây giờ mình cử người hai bạn nam đội của người ta mắc gì mà ở đây có ba nam chị ơi. Em với Trinh quyết định là dùng cho anh Tú. Em chưa chịu quyết định luôn á chị. Em chưa quyết định luôn, em đang bàn luôn. Chị ba với cô 7 triệu rồi, em không cần bàn. Không đúng em, thật ra mà nói đội em mà có mình em Nam Duy mới đi trước rồi. Dạ em cũng chuẩn bị tinh thần rồi. Thôi chị ba chơi mình chứ hả? Rồi là phải để chú anh Tú. Rồi đặt câu hỏi cho anh Tú và Huy Khánh. Kính thưa quý vị, năm 1900 mấy là Huy Khánh bắt đầu bước vào trường sân khấu điện ảnh. Sau đó 18 năm sau cháu nó mới đi học. Giờ ai lên trước? Dạ em lên trước. Đồng ý không? Đúng rồi, mình em đi. Nhường cho những anh chị đi trước để ngồi nghỉ ngơi, dưỡng cái lưng. Nhường lưng lỏng này, nhường cho anh chị đi tôi trước. Hết rồi, tôi khỏe rồi. Chơi sao? Để dưỡng cái lưng. Yeah. Cái lưng bên đây không quan trọng nữa. Bên đây giờ lại có da ua rồi. Đó, okay. hôm nay đâu ăn cơm đâu, ăn da ua không? Thôi vậy ra mời anh ra. Em nói thì anh nghe. Rồi, ra nghỉ ngơi nào. Ok em. Lên. Rồi.
thưa quý vị, chúng ta có 2 phút dành cho anh Tú nhanh như chớp. Củ gì tên gọi như tiền? Tên gọi như tiền. Cái gì ạ? Em không có nói, không bạn không có nhìn em. Bạn không có nhìn em chứ không nghĩ là em không có nói. Xăm bổ lượng. Xăm bổ lượng, không chính xác. Hỏi củ gì mà. Củ gì, củ gì? Hỏi là củ gì củ mà. Củ su. À, củ su hào. Su hào này là tiền. Cố lên em. Vẫn là như vậy ha. Củ gì nghe cứ như quên đường về. Bỏ qua em ơi. Đó, lên. À, hay quá. Trời ơi. Củ gì ạ? Củ lạc. Củ lạc. Đi chỗ đường không tìm được đường ra là lạc là cái gì? Đổ mồ hôi hột. Nằm dưới đất phần hạt lắm. Dạ. Cái này dễ nè. Nhưng mà với anh thôi. Dạ. Ở Hội An, bánh bao, bánh vạt được nhiều người gọi với tên khác là gì? Trời ơi, cái này khó quá. Khó quá thì mình xuống mình nói đại, mất thời gian. Bánh bao, bánh vạt Hội An là bánh cống. Không chính xác. Đầu chúng tôi Cần Thơ vậy. Bánh hoa hồng. Ngọn hải đăng cổ nhất Đông Nam Á nằm ở tỉnh nào của nước ta? Em có hai đáp án là Phú Yên với lại Phú Quốc hả? Vũng Tàu. Trả lời. Vũng Tàu. Cái đáp án không chính xác. Biết mũi cây gà không? Dạ biết. Chỗ La Ghi chạy lên thí á. Có ngọn hải đăng là cổ nhất Đông Nam Á luôn đó. Thuộc Việt Nam mình đó. Ghê chưa, ghê chưa? Ghê. Trời ơi. Hồi xưa đó. Hồi xưa. Lúc mà còn học cấp 2, cấp 3 đó. Mê ca sĩ nào? Em mê anh Đông Hoàng Phúc, Phạm Quỳnh Anh, H.A.T. Ai nữa? Khánh Phương. Kể nãy giờ chưa đúng câu sắp hỏi luôn á. Ủa? Trong ca khúc Kiếp Ve Sầu của ca sĩ Đan Trường, khi nào thì con phố nghe hoang vắng vô cùng? Đó, cái gì? Quá dễ. Ngày mà con phố nghe hoang vắng vô cùng. Phố vắng. Không chính xác. Chúng tôi hỏi là khi nào thì con phố nghe hoang vắng vô cùng, ai biết? Từ khi em không về con sân. Từ khi em không còn về con sân vô cùng. Đúng rồi. Được chưa? Từ khi em không còn về con sân là lên con phố nghe hoang vắng vô cùng. Là từ khi em không về. Quá dễ. Cũng trong bài hát trên. What? Vào ngày chia ly, Đan Trường còn gì trong tay? Không còn em bên cạnh. Không chính xác. Không còn gì trong tay. Phải ngày chia ly, không còn gì trong tay không? Đúng rồi. Em nhớ hoang mang. Chứ phải là không còn em bên cạnh nha. Cũng trong bài hát trên. Nữa à? Ngoài con ve sầu thì con vật nào xuất hiện nữa? Không có con nào hết á. Không chính xác. Tượng đặt chim anh chim chim môi cười. Câu tiếp theo. Đừng trong bài hát đó nữa. Câu khác rồi. Yes. Một người làm thế nào mà có thể không chớp mắt suốt 2 tiếng đồng hồ? Một người không thế nào không chớp mắt suốt 2 tiếng đồng hồ? Nè coi, nãy giờ được 5 giây đó. 7 giây đó. Làm 10, thế nào anh? 10 làm giây đó. Chớp rồi. Mắt. Không chính xác. Ngủ. Hả? À, ngủ. Con bé không những đẹp mà thông minh nữa. Ủa chứ ngủ. Quá à. Đáp án là như Ngân Khánh nói là ngủ. Rồi. Làm sao để biến sô-cô-la trắng thành sô-cô-la đen? Nấu lên mình trộn bột vô. Không chính xác. Tắt đèn. Tắt đèn hả? Vì sao xe đạp dễ nổ lốp vào mùa hè? Tại nó giãn nóng. Giãn nở nóng. Giãn nở chính xác. Thưa quý vị thân mến, chúng ta đã thấy những hạt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán của anh Tú. Vì vừa rồi những câu hỏi vô cùng đơn giản, nhưng tại tự đặt cho mình một cái tâm thế là chuẩn bị trả lời những gì khó khăn lắm đây. Trong đó Ngân Khánh đứng ở dưới trả lời được hết trơn. Không có sự liên tiếp, chỉ có một rồi lên rồi xuống. Một câu hỏi thôi. Chúng ta gặp gỡ lại doanh nhân thành đạt sữa chua Huy Khánh. Cái gì mà mồ hôi đổ nhẹ nhại vậy? Chết, chắc áp lực lắm. Chương trình chơi vui mà bé nó căng. Khánh ơi, 9 câu. Trời ơi, tim anh đập quá trời luôn á. Ngồi ngoài không biết cái gì mà vô thấy mồ hôi đổ quá. Bộ em đi cày ruộng, đi cày ruộng. Đi cày ruộng. Nhưng sao anh mệt như vậy? Tại vì có những cái chất xúc tác vô làm cho người mình nó... Chất xúc tác? Cái chất gì ghê dữ vậy? Rồi, lên xúc luôn. Nhanh vậy ha. Thì như đây là lần đầu tiên anh tham gia Nhanh Như Chớp đúng không anh? Đúng rồi, mà anh không muốn đây là lần cuối cùng.
Nhưng mà cho em hỏi là ở nhà anh có thường xuyên xem chương trình không? Anh coi hoài, anh nghiên cứu kỹ lắm, tới hôm nay anh mới dám chơi đó. Mà anh nghiên cứu toàn Mạc Văn Khoa với Lê Dương Bảo Lâm không? Nghe mấy đứa trả lời sai không à? Rồi thì em chúc anh trúng nhiều câu nha. Anh Huy Khánh đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Đố chữ: củ gì tên gọi như tiền? Su, su su. Là củ gì anh? Củ su, su su, su hào gì đó. Chính xác. Dễ quá, câu này dễ. Lại là đố chữ: củ gì nghe cứ như quên đường về? Ở miền Nam kêu là đậu, ở miền Bắc kêu là lạc. Rồi, hay quá. Anh phân tích tới hai người thắng rồi. Rồi. Anh thắng rồi đó anh. Thôi vậy về đi, chứ anh không muốn xuống nữa. Rồi, bây giờ anh có thể là thắng bản thân chính mình nữa. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Ở Hội An, bánh bao, bánh vạc được nhiều người gọi với tên khác là gì? Hội An á. Bánh hả? Dạ. Bánh bao, bánh vạc có tên khác là bánh gì? Dạ. Bánh ú. Bánh ú. Không chính xác. Đáp án là bánh hoa hồng. Anh có bao giờ nghe chưa anh? Chưa, hôm nay mới biết nè. Rồi câu hỏi tiếp theo. Ngọn hải đăng cổ nhất Đông Nam Á nằm ở tỉnh nào của nước ta? Bà Rịa Vũng Tàu. Bà Rịa Vũng Tàu. Không chính xác. Có hải đăng mà. Anh mới tới đó một lần thôi, chưa biết ở đó thôi. Dạ. Đáp án là hải đăng Mũi Kê Gà. Là Bình Thuận anh. Vlog Khánh Vlog. Kỳ này phải tới gỡ gạc lại danh dự của mình. Ok anh. Cho em hỏi là bình thường là anh hay nghe nhạc của ai ạ? Trấn Thành, Trấn Thành. Cái bài Cánh Hoa Tàn vậy đó, Cánh Hồng Phai, thích bài đó, nghe đúng Trấn Thành thôi. Trời ơi. Có gì nghe nữa không anh? Xạo dễ sợ. Xạo nghe đúng thì có ca sĩ nào nữa không? Anh Đan Trường. Anh Đan Trường. Oh. Trong ca khúc Kiếp Ve Sầu của ca sĩ Đan Trường, khi nào thì con phố nghe hoang vắng vô cùng? Hát đi. Anh hát đi anh. Mới câu đầu là gì? Trời, nhắc câu chơi gì nữa? Em đọc lại câu hỏi coi. Trong ca khúc Kiếp Ve Sầu của ca sĩ Đan Trường, khi nào thì con phố nghe hoang vắng vô cùng? Khi mà anh cô đơn á. Đáp án là khi mà anh cô đơn. Không chính xác. Từ ngày con phố gì đó. Từ khi em không còn về quanh sân. Là con phố nghe hoang vắng vô cùng. Trời ơi, uổng quá. Đáp án là từ khi em không còn về quanh sân. Bởi vậy đâu có nghe anh Bo đâu, nghe anh Trường không à. Cho em hỏi nè, vậy thì cuối cùng anh có biết bài đó không? Biết, bài Kiếp Ve Sầu biết. Biết, nhưng mà anh có nhớ lời không? Ráng nhớ, bây giờ ráng nhớ nè. Ráng nhớ. Hồi hộp quá. Cũng là trong bài hát trên. Vào ngày chia ly, Đan Trường còn gì trong tay? Ngày chia ly không còn gì. Không còn gì, không còn gì trong tay. Chính xác. Mất hết rồi. Chưa trả lời luôn đó. Harry dễ ví dụ. Mới nhẩm thôi chưa trả lời, Harry nó chính xác luôn rồi. Đứa này là hết rồi đó. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Cũng là trong bài hát trên. Ngoài con ve sầu, còn con vật nào nữa? Hát đi nha. Anh nha, anh nha. Con gì nè, con ve sầu. Kiếp ve sầu là con ve sầu. Rồi con gì nữa hả? Con, dạ. Con tim. Trời là ơi. Con tim. Rồi con nữa, còn nhiều con nữa. Gì? Anh liệt kê ra đi anh. Con gì biết bay á. Con gì biết bay á. Anh nói tên đầy đủ chứ. Con mà biết bay là chỉ có con chim thôi. Là gì? Con chim. Con chim gì? Thì con chim được rồi. Anh phải tên con chim gì mới. Con chim nó nhiều loại lắm anh. Chim én. Chim xác. Bà nói đúng rồi, cứ hỏi hoài tốn thời gian quá à. Rồi, một người làm thế nào mà có thể không chớp mắt suốt 2 tiếng đồng hồ? Ngủ. Chính xác. Làm sao để biến sô-cô-la trắng thành sô-cô-la đen? Trắng thành đen? Dạ. Bỏ miếng sô-cô-la đen vô thành sô-cô-la đen? Dạ, không chính xác. Ủa gì kỳ vậy? Đáp án là tắt đèn. Hại não anh, hại não lắm không? Rất hay não. Trời ơi. Kính thưa quý vị, như vậy là anh Huy Khánh đã đúng đáp án liên tiếp 3 câu.
Rồi có thắng không? Anh thắng rồi. Tỷ số hiện tại là 1-0 nghiêng về đội Huy Khánh, Nguyễn Hồng Thuận và Cả Bá Hưng. Đội chúng ta chưa có điểm nào nhé. Lần thứ hai nè, lần thứ hai bên mình là ai? Đây, bên đó ai vậy? Ủa, bên đây ta chọn rồi, chọn ngược trước đi. Ok, để tôi. Rồi, Nguyễn Hồng Thuận. Để mình nha bạn. Rồi, Ngân Khánh. Tôi cố tình... Có lên anh ơi, cố lên bạn già. Tôi cố tình đó, tôi có một sự sắp xếp nhẹ. À, vì sao? Tôi thích mặc đồ hợp á, thích chơi chung vậy được không? Thích. Tại mặc đồ hợp hả? Đúng, vô đúng không? Như một cặp. Dạ. Thua nhục nha. Ok. Ủa, nhưng mà nói là anh nhường phụ nữ. À, còn nè, giống như giờ nè, Khánh muốn thi trước thì sao anh nhường nè? Em sau. Rồi, anh thi trước. Lên. Cảm ơn. Chết cha, quay lại gặp anh mắt hình viên đạn quá. Kính thưa quý vị, Nguyễn Hồng Thuận đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Tên thật của ca sĩ Minh Hằng là gì? Minh Hằng. Dạ. Minh Hằng. Tên Minh Hằng. Tên đầy đủ chứ, ai dạ. Chơi ăn gian vậy? Từ từ. Nguyễn Thị Minh Hằng. Không chính xác. Đáp án là Lê Ngọc Minh Hằng. Rồi, câu 2. Đố chữ nhanh, yên gì đựng nước? Yên, Y-N, yên gì đựng nước? Đố chữ mà. Thôi yên ngựa đi cho qua. Dạ, không chính xác. Yên bình. À, đúng rồi, yên bình. Yên bình. Và lại là đố chữ nữa. Quảng gì rất anh nhiên? Quảng Bình. Chính xác. Em chưa kịp nghe. À, theo em biết là anh Thuận là rất là thích thả thính. Thả thính. Và anh rất là giỏi về cái câu thả thính, đúng không anh? Em mong là anh đúng cái câu này luôn. Vì sao cô gái gọi chàng trai là điều hòa? Em chỉ muốn ở bên anh cả ngày hả? Ờ, vì chàng trai sưởi ấm cho cô gái. Dạ, không chính xác. Đáp án là vì mất anh là mất mát. Cái câu này nó khó. Khó. Rồi, câu thả thính này mất khó anh là mất nha. Mát. Rồi, ghê thiệt. Câu hỏi tiếp theo. Thúy Kiều gặp Kim Trọng lần đầu khi nào? Ở Lầu Ngân Bích. Dạ. Ở Lầu Ngân Bích. Dạ, không chính xác. À, lộn. Đáp án là khi đi tảo mộ. Khi đi đâu? Trời ơi, khi đi chỗ này tảo. Đi tảo mộ. Mà ông bạn tôi ông chỉ kêu Lầu Xanh. Bởi vì không phải. Rồi. Sao anh Nghi Khanh có muốn chỉ tiếp không anh? Không có cùng quan điểm rồi. Không ngờ ta đi Lầu Xanh mà kêu đi tảo mộ. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Cánh đồng điện gió trên biển duy nhất của Việt Nam ở đâu? Trời ơi, chơi Facebook cho cố vô mà không biết mấy cái này. Cánh đồng điện gió trên biển duy nhất. Tôi không chơi tôi còn biết. Còn cái này thì em cũng không biết ạ. Không chính xác. Đáp án là Bạc Liêu. Và câu hỏi tiếp theo. Kể tên một bài hát do nghệ sĩ Trường Giang sáng tác. Ừ, có luôn. Dị hoài lắm nhưng mà có một bài nhiều người biết. Trong cái phim đó anh biết cái phim nói chung là rất nhiều. Nên mà anh nói một cái phim đó anh nói nhạc Đức Phúc hát luôn mà anh không nhớ bài gì luôn, không nhớ cái tựa thôi. Cái gì nè, yêu hay gì đó. Yêu. Đáp án là yêu. Không chính xác. Hai chữ đúng không? Đáp án ở đây là vỡ. Còn ngoài đó thì cũng có những cái bài hát rất là nhiều. Và câu hỏi tiếp theo. Sơn gì rất hay lớn tiếng? Đố chữ nha. Trời ơi, quá trời dễ ơi. Luôn. Sơn gì đây? Sơn Tùng MTV. Mà lúc nào cũng ồn ào ấy. Sơn lớn tinh. Tiếng á. Sơn Tinh Thủy Tinh. Sơn Nước. Sơn đâu cũng đẹp. Ba mẹ ơi. Khánh ơi. Con hư thì ba mẹ làm gì á? Sơn La. Sơn La. Anh la quá, Khánh ơi. Thưa quý vị, đó là một sự giúp đỡ. Chúng tôi không chấp nhận. Đâu có nói gì đâu. Không. Đó giúp đỡ. Các ống khuyết của chúng tôi đã thấy rất rõ ràng. Và câu hỏi tiếp theo. Trong bài hát Một Sợi Rơm Vàng, bà bệnh chổi to để làm gì? Đi bán. Đi bán. Tại đâu biết bài này đâu nói đại. À, dạ, không chính xác. Có ai biết đáp án không ạ? Thưa quý vị, bây giờ tôi biết là nhạc sĩ viết về tình cảm, không biết nhạc sĩ gì.
chứ còn gì nữa đúng không? Nè, đây có hai bố bỉm sữa, bán thuộc bài đó. Buôn bán hoài. Bán thuộc bài đó không? Ủa? Hát câu nghe chơi nè. Không có biết hát, không có biết hát. Cũng là trong bài hát đó nữa nha. Trời sao luôn. Vậy bà bệnh tuổi nhỏ làm gì? Quét nhà luôn. Quét sân nhỏ. Quét sân nhỏ. Không chính xác. Đáp án là để bé Tâm lo quét nhà. Phải là chỉ riêng anh mà là em thấy anh Huy Khánh cũng có lỗi nha. Anh dù gì anh cũng có đứa bé rồi mà anh không biết hát này. Mấy đứa rồi? Em thì em không có bé, em không có hát là chuyện bình thường. Vô lý. Đúng con mà biết hát, không có con là không được hát. Kính thưa cái gì? Như vậy là anh Nguyễn Hồng Thuận chỉ có đúng một đáp án mà thôi. Chúng ta gặp gỡ lại Ngân Khánh. Em chỉ cần lên vị trí số 2 là coi như thắng rồi. Mời. Dạ. Cảm ơn Thuận nha. Vị trí số 2, tức là hai câu đúng liên tiếp là đã thắng Nguyễn Hồng Thuận. Cho thấy rằng vừa rồi là anh ấy nhường. Thật ra anh ấy không biết. Nhường gì, đâu biết người ta nhiều câu đâu mà nhường. Chơi không được, nó nhường. Chán. Đàn ông gì bởi vậy, ế suốt đời. Vậy thôi hả? Trời ơi. Ở lên đây nó khác quá hả anh? Hả? Hôm nay nó khác thiệt á. Lên trên kia mới khác. Em cứ bình tĩnh đi. Qua là một ở đây đâu gì đâu khác. Em thì rất là thích lên trên. Tại vì em thích chơi trò chơi cảm giác mạnh lắm. À thích lên trên hả? Dạ nhưng lên. Mà cho lên thử hả? Lên thử luôn. Đảo dạ. Trời ơi nhìn em như một nữ hoàng vậy đó. Vậy quá đẹp luôn. Ừ. Cảm ơn. Vậy là em cũng được một lần lên đỉnh nơi đó. Lên đỉnh nơi đó. Rồi, xuống nào. Trang xuống. Trời ơi. Đó, đã được một lần lên đỉnh rồi đúng chưa? Dạ. À, hy vọng là từ đây cho tới vòng chung kết của chương trình này luôn á. Dạ. Nếu đợi em thắng nhiều thì em được nhiều lần lên đỉnh. À, nha. Dạ. Một lần có 20 triệu thôi, nhiều lần nhiều tiền hơn. Thưa quý vị, Ngân Khánh lần đầu tiên tham gia chương trình này. Hãy cổ vũ cho cô ấy nhanh như chớp. Những câu sau đây là vô cùng dễ nha. Cứ bình tĩnh trả lời. Câu đó không biết mình cho qua. Bởi vì mình đang ở vị trí O. Mình có qua thì mình đâu mất mát gì đâu. Tên thật của ca sĩ Minh Hằng là gì? Cái này chị Khánh biết. Tên đầy đủ. Không biết cho qua không gì. Nguyễn Lê Minh Hằng. Không chính xác. Sai rồi. Lê Ngọc Minh Hằng. Câu thứ hai là một câu đối chữ. Yên gì đựng nước. Yên là Y-E-N yên á. Gì đựng nước. Yên. Chị liệt kê đi. Đựng nước nghiên. Là đó là hũ. Đựng nước là bình đựng nước. Yên bình. Lên. Quá dễ mà đúng không? Cố lên chị. Dễ dạ. Quá. Cố lên. Quảng gì rất an nhiên đối chữ. An nhiên là an nhiên là cảm thấy nhẹ nhàng. Quảng Bình. Lên. Rồi xong. Không, thật ra tôi có lý do đó. Mọi người hiểu không? Tại vì tôi cũng bị thoát vị đĩa đệm đó. Bác sĩ kêu là đừng chấn động mạnh không tốt cho cột sống. À. Hiểu không? Cho tôi hạn chế được thở lên cao, nó xuống chấn động. Trời ơi, dạ dối. Đây là một câu mà ở cái mùa này chúng tôi hay hỏi. Cái dạng như thế này là thả thính. Vì sao cô gái gọi chàng trai là điều hòa? Vì sao cô gái gọi chàng trai là điều hòa? Cái máy điều hòa. Cái này chơi chữ hả anh? Vừa rồi mới vừa nói kiểu anh mới nói đó. Thả thính. Điều hòa là máy lạnh hả? Exactly. Máy lạnh là làm cho. Vì sao cô gái gọi chàng trai là điều hòa? Làm cho. Máy lạnh làm cho mát. Vì cô gái mất chàng trai. Mất mát. Lên. Vì mất anh là đúng hả? Vì mất anh là mất mát. Trời hài nào quá à. Thúy Kiều gặp Kim Trọng lần đầu khi nào? Chị tạo mộ. Lên. Rồi. Thấy chưa? Thấy đầu óc trong sáng người ta chưa? Ôi. Ủa nè, anh không trả lời được câu này hả anh? Đó, nó ở trong lầu xanh. Không, tại xí là em nhớ được câu này là tại vì vừa rồi em cũng có nhận được một cái lời mời tham gia trong một cái kịch bản liên quan tới Kiều nên là em nhớ được là. Okay. Rồi, cũng hên ha. Cánh đồng điện gió trên biển duy nhất của Việt Nam ở đâu?
cách đồng điện gió là mấy cái quạt xoay xoay vậy nè, mình hay check trên Facebook đó. Nhanh nào, hết giờ rồi. Hết giờ rồi ấy ơi. Bà tỉnh ba vị. Tỉnh ba. Không chính xác. Tỉnh gì anh? Bạc Liêu. Bạc Liêu hả? Kể tên một bài hát do nghệ sĩ Trường Giang sáng tác. Trường Giang đâu có sáng tác bài hát. Có. Nhiều chứ. Nhỏ trả lời câu cứng họng luôn. Kể tên một bài hát do nghệ sĩ Trường Giang sáng tác. À, à, nghệ sĩ Trường Giang là không phải anh hả? Nani? Có tim thứ hai. Thứ hai nha, lần thứ hai nha. Anh đừng làm mất thời gian của em, anh giải thích cho em lại. Kể tên một bài hát do tôi sáng tác. Là thiệt á, câu thiệt á. Trời ơi. Vỡ tan. Không chính xác. Ai nhắc nè. Vỡ, vỡ là cái bài hát OST của phim Siêu Sao Siêu Ngố anh đóng chính hai vai. À, vỡ luôn hả anh? Đức Phúc hát. Câu số 8 là đố chữ Sơn gì rất hay lớn tiếng. Quá dễ. Sơn Tùng. Sơn Tùng. Sơn Tùng. Sơn... Không chính xác. Tùng cũng lớn mà. Sơn, Sơn La. À, anh, em chưa nói câu trả lời cuối cùng của em mà. Trong chương trình này không có câu trả lời cuối cùng, chỉ nói ra là dính hơn. Không, nhưng mà em chưa nói là em chưa trả lời. Cái này em nói em trả lời anh mới lấy đã câu trả lời. Đã thắng là còn gian lận. Nó nghe nè. Mình đẹp á, bớt ăn gian lại. Bớt ăn gian lại. Sơn La hả? Trong bài hát Một Sợi Rơm Vàng, bà bệnh chổi to để làm gì? Chắc không biết rồi. Bà bệnh chổi to để quét sân to. Đáp án là bà quét sân kho, chứ không phải là sân to, tức là cái sân làm kho hay gì đó. Không chính xác. Vậy bà bệnh chổi nhỏ làm gì? Để bé chăm lo quét nhà. Lên. Hành tinh nào gần mặt trời nhất? Ờ... Sao gì? Sao hả? Không chính xác. Đó là sao thủy. Như vậy là Ngân Khánh đã vượt qua nhạc sĩ, producer, đạo diễn, doanh nhân thành đạt Nguyễn Hồng Thuận. Cậu ấy chỉ mang về một, Ngân Khánh mang về bốn, gấp chỉ có bốn lần thôi. Hay quá. Hay quá. Hay quá. Như vậy là chúng ta thấy rằng là ở lượt trước đội Nguyễn Hồng Thuận thắng, lượt này đội Ngân Khánh thắng. Tỷ số hiện tại là 1-1. Chăm sự nhờ con. Cố lên con trai. Bây giờ thắng hay thua mời lên đó mới biết. Xin mời. Dạ cháu. Xin mời lên. Đây, ai lên trước nè? Dạ, em xin nhường phụ nữ. Nhường em chịu không? Dạ chịu chứ. Xem à. Vô trong nghỉ ngơi. Ủa ý là em nhường em được vô trong. Nếu mà nhường chị chơi trước thì ok. Thưa quý vị, 2 phút dành cho Thái Trinh nhanh như chớp. Ồ, này dễ nè Trinh ơi. Khinh công là gì? Khinh công là một môn võ. Võ như thế nào? Mấy phim Hồng Kông hay có đó, triển chiêu rồi đó. Phù hoang chi chi, phù chinh chi. Trả lời. Dạ là một môn võ mà luyện khí. Không chính xác. À, bay. Muộn rồi. Nó cho 4 lần trả lời rồi. Khinh công là dạng như là bay nhảy lên không khí á, tạp không khí mà bay đó. Kinh công là gì? Kinh công hả, là một con khỉ. Khỉ bự. Rồi, khỉ to khổng lồ, rồi lên. Doraemon có tất cả bao nhiêu túi thần kỳ? 2 túi thần kỳ. Sao biết? Em nhớ là nó có lục trong cái túi dự, có cái túi dự phòng nữa. Lên. Wow. Vậy là cô này là hỏi những câu tuổi teen thôi nha. Con gì có lông và không có cánh nhưng không phải là một loài động vật? Con gì có lông mà không có cánh mà không phải là một loài động vật? Con người. Con người có lông mà không có cánh. Không chính xác. Con người là một loài động vật bậc cao thôi, có tư duy hơn hẳn các loài động vật khác. Em nhầm.
Con có lông không có cánh? Gấu bông được không anh? Gấu bông nhiều khi có cánh đó chị. Nó phải động vật. Đúng nó rồi, cũng thú đúng. Bông thôi. Ừ, hoặc là con mắt. Đơn giản thôi hả? Thú vừa bông cũng đúng á, cũng có lông nhiều. Tiếp tục chương trình. Trái gì lúc nào cũng ngủ? Đố chữ. Trái mơ. Lên. Hay quá. Dễ không? Ở thành phố Hồ Chí Minh, cầu chữ Y nối liền quận 8 với quận nào? Trời. Ờ, quận 8 với lại... À, khoan từ cái quận đó là quận 5 hay là quận 6 hay là quận 10 ta? Cái đường Nguyễn Trãi, Nguyễn Tri Phương, quận 5. Chính xác. Vậy thành phố Hồ Chí Minh có cầu chữ U không? Không có. Có. Có hả? Anh biết, không chính xác. Cầu chữ U hình như là nằm ở dưới cái đường mà đi thẳng xuống cái bờ kênh á, đi thẳng xuống dưới đúng không? Đúng rồi. Cái đường mà ngày xưa cái chỗ mà người ta hay tới người ta bán hoa thuyền tấp nập vậy đó đúng không? Quận 8 á. Đúng rồi. Có nhớ, có đi rồi. Con gì có cánh mà không có lông? Đố chữ. Có cánh mà không có lông. Con gà luộc. Con gà luộc. Con gà luộc. Đúng không anh? Đúng không? Đúng. Thưa quý vị là đúng chính xác. Vì sao? Vì con gà luộc á, người ta không đâu có luộc có lông. Trời, bé không có được sức nè. Đáp án có thể là con diều hay là con thuyền hay là con ốc vít á, nhiều con lắm. Đây là câu đố chữ. Hải gì luôn lớn hơn không? Hải dương. Lên. Hay quá. Vì dương là trên số không. Đồng gì xếp chồng lên nhau? Xếp chồng lên nhau. Xếp chồng lên nhau. Đồng gì xếp chồng lên nhau? Đồng xu hả? Không chính xác. Đồng chất được không anh? Đồng chất được không? Đồng chất cũng được. Chất mà, chất đồng là chồng. Đồng gì xếp chồng lên nhau, đồng chất cũng đúng, hoặc là đồng tháp. À. Tỉnh nào duy nhất ở nước ta có hai sân bay? À, tỉnh duy nhất ở nước dạ hành... Ủa không, Hà Nội không phải tỉnh, Hà Nội là thành phố. Hồ Chí Minh, Long Thành với lại... Long Thành là tỉnh Đồng Nai. À, ai biết câu này nào? Em nghĩ là Hà Nội, Hà Nội phải tỉnh. Kiên Giang. Chính xác. Như vậy là Thái Trinh rất cố gắng mang về hai đáp án liên tiếp chính xác thôi. Chúc mừng Thái Trinh. Hai lớn câu, không sao. Quý vị thân mến, chúng ta gặp gỡ lại Cao Bá Hương. Chương trình được bao nhiêu câu? Hai câu. Cố lên. Tức là hiện tại là hai đội đang đều nhau. Bây giờ ai thắng là sẽ vượt lên là 2-1. Nếu vòng sau thắng nữa là 3-1 là kết thúc chương trình. Còn nếu là hai đều thì chúng ta có một câu hỏi phụ để đi vào vòng đặc biệt. Đội nào thắng câu hỏi phụ thì đi vào vòng đặc biệt. Hai đáp án liên tiếp chính xác. Nhiệm vụ của mình là 3 đáp án thì mình nâng tỷ số lên 2-1. Dạ. Mấy chú tình nó coi nha. Trời, chú chắc chắn là con thắng rồi. Rồi, cảm ơn Trinh, xin mời. Em ơi, cho chị hỏi là em có bao giờ chơi nhanh như chớp chưa? Dạ, hôm nay là lần đầu tiên em đến với Nhanh Như Chớp ạ. Hôm nay là lần đầu tiên luôn. Dạ. Em có hay xem chương trình của mình không? Dạ, em có theo dõi. Vậy hả? Thì em thấy dễ không? Dạ, em... nói dễ cũng không phải, tại vì có những câu hỏi mà em không bao giờ em nghĩ tới được. Bây mà giờ... em sẽ cố gắng hết sức á. Ok, vậy thì... Harry muốn hỏi hai anh. Rồi. Hai anh hôm nay đoán là hôm nay Hương có thể trả lời được mấy câu liên tiếp. Trời ơi, ghê thiệt, hai đứa ghê không? Bốn câu. Okay. Mà hơn là sáu luôn đó. Dạ. Vậy thì giờ em sẵn sàng chưa nào? Dạ rồi, em sẵn sàng cho sáu câu rồi. Cao Bá Hương đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Khinh công là gì? Có chơi chữ gì không ta? Không có chơi chữ gì hết trơn. Nó là một bộ môn võ thuật mình có thể tập luyện để giúp cơ thể dẻo dai, uyển chuyển. Hay là như trong các bộ phim kiếm hiệp mà em thấy thì khinh công thường được sử dụng để bay nhảy đó. Rồi, ok, hợp lý. Hay quá, không chạy quá. Đúng rồi. Dạ. Nãy giờ tưởng làm anh đông y thảo dược. Em tưởng là cái gì. Rồi, ok. Câu hỏi King Kong là gì? King Kong là nhân vật chính là chú khỉ ở trong bộ phim King Kong. Chính xác. Rồi, thắng rồi. Rồi, tiếp tục. Doraemon có tất cả bao nhiêu túi thần kỳ? Dạ, một. Một. Không chính xác.
Nè, hai cái. Một cái là Doraemon lúc nào cũng đeo. Và một cái dự phòng thường cất dưới nệm trong tủ đựng tranh bố. Trời em quên. Quên, trời ơi, uổng quá à. Cái này thì khó nha. Dạ. Con gì có lông và không có cánh nhưng không phải là một loài động vật? Cái này thì nên trả lời đại đi đúng không anh? Ừ, không biết trả lời đại. Con cá. Con cá, rồi, không chính xác. Cá làm gì có lông? Không, trả lời đại cho qua. Đáp án là con mắt. Ờ, dạ rồi. Không bao giờ nghĩ tới đúng không? Dạ, em không nghĩ đến luôn. Rồi, đây là đố chữ. Trái gì lúc nào cũng ngủ? Lúc nào cũng ngủ đó. Ngủ đó. Là trái gì đây? Dạ, trái táo. Trái táo, không chính xác. Dạ. Em ngủ thì em có gì? À, em ngủ thì em có em nằm ngủ thì em sẽ nằm mơ. Đúng rồi. Trái mơ. Ồ, ổn quá. Ôi trời. Ổn quá. Ở thành phố Hồ Chí Minh, cầu chữ Y nối liền quận 8 với quận nào? Dạ, quận 1. Quận 1. Không chính xác. Như em đã từng nói là không rành đường là đúng rồi đó. Và nếu mà không rành đường thì lại thua tiếp nữa nè. Vậy thành phố Hồ Chí Minh có cầu chữ U không? Dạ không. Không. Không chính xác. Dạ. Có. Rồi, trời buồn quá à. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Đố chữ, con gì có cánh mà không có lông? Con mắt. Con mắt là bây giờ... Con mắt có cánh hồi nào? Tập bay, tập bạ. À, hồi nãy là con lông mà không có cánh. Ồ. Con chim cánh cụt. Chim cánh cụt. Không chính xác. Không chính xác. Đáp án là con diều hoặc là con thuyền. Câu hỏi tiếp theo, hải gì luôn lớn hơn không? Hải. Ừ, đố chữ. Luôn lớn hơn không? Đừng làm cho cháu nó hoang mang. Hải. Hết giờ. Wait. Hết giờ rồi. Đáp án là hải dương. Hải dương. Kính thưa quý vị, như vậy là Cao Bá Hưng đã đúng đáp án liên tiếp 2 câu. Vậy là mình chơi tiếp đúng không ạ? Như vậy là hai đội hiện tại là Huệ ở lượt này. Bây giờ lượt cuối cùng, đội nào thắng, đội đó chiến thắng. Ok, quyết định là cử... Cái gì? Nè, hồi nãy chơi được ít câu đó, lên đi gỡ lại danh dự của mình đi. Đi. Thôi, bạn bình tĩnh hơn, mình đi đi. Đi đi, mình ra. Rồi, nhìn lại biết rồi, Ngân Khánh người đưa. Bên đây đó. Là Quy Khánh người đưa. Sắp đi. Khánh kỳ hiệp. Ok. Yeah. Bây giờ nói luôn đi, để bất công rách thua. Thôi nhường cho mấy đứa em. Con trai phải nhường con gái thôi. Nữa. Đúng rồi. Ok, em cảm ơn anh. Anh nhường em lên trước mà. Ủa? Em, anh nhường em lên trước á. Anh Giang nói câu công bằng đi. Đúng rồi, em ta chưa nói chơi em đi nghỉ đẹp cũng làm gì làm hả? Em cảm ơn là em nhận lời rồi đó. Hẹn gặp lại nha. Lên trước đi, em sao đâu. Chúng ta cùng Ngân Khánh nhanh như chớp. Đố chữ, bình nào ở ngoài biển? Đố chữ thì cái chữ đó phải liên quan tới biển. Bình Dương. Lên. Quảng gì rất đàn ông? Quảng Nam. Lên. Ờ. Đàn ông là nam. Con gì đi ngang qua ai cũng phải vỗ tay? Đây là một sự ví von ha, chứ phải là thằng chó đi ngang, ờ chó ơi chó, không có đâu nha. Con mũi. Lên. Vỗ tay là để làm gì? Mình chụp mũi. Đập mũi, đúng rồi. Xoay tôi nằm ngang, tôi là vô tận. Cắt tôi một nửa, tôi không là gì. Vậy tôi là gì? Quá dễ luôn. Nguyễn Thuận biết luôn kìa. Xoay tôi nằm ngang thì tôi là vô tận. Số 8. Lên. Xoay tôi nằm ngang số 8. Lên. Cắt một nửa thì là thành số 0. Cái gì nếm thì tốt hơn là ngửi? Cái gì nếm tốt hơn là ngửi? Cái gì nếm thì tốt hơn là ngửi? Cái lưỡi. Lên.
Dễ quá mà trời. Bé thông minh. Dùng chất nào sau đây có thể tẩy vết rượu vang đỏ dính trên vải? Bột mì, đường hay là muối? À, bột. Bột mì, đường hay là muối? Muối. Lên. Bé sao gì cũng rảnh trơn ta. Giỏi quá trời. Sao lo gì? Hả? Lo cho bạn già là một, lo cho đội mình là hai. Câu này nghe cho kỹ nha. Một người phụ nữ khi được hỏi về các cô con gái của bà ta, bà trả lời rằng trừ hai người còn lại tất cả đều tóc vàng, trừ hai người tất cả đều tóc đen, và trừ hai người tất cả đều tóc đỏ. Hỏi bà ấy có bao nhiêu cô con gái? Trừ hai người còn lại tất cả đều tóc đỏ là có một người tóc đỏ. Thì Thái Trinh là đáp án đúng rồi đó. Thái Trinh là biết đáp án rồi đó. Ba người chính xác. Điểm săn mây nổi tiếng thuộc huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La tên là gì? Điểm gì anh? Săn mây á, người ta hay lên trích kia ta chụp hình rồi đó. Để sao? Trên núi mà. Yên Bái hả? Bắc Yên, tỉnh Sơn La tên là gì? Yên Bái. Hả? Không phải hả? Không, là gì? À, bỏ đi anh. Tự lan, tự bỏ hả? Ngân Khánh quá hay. Trời ơi trời, cái gì cũng biết. Bậy đã bán liên tiếp, lo cho ông bạn già. Ê. Chúng ta cùng gặp gỡ lại Huy Khánh. Cơ hội. Hãy là người hùng. Hãy là người hùng để chiến thắng. Mọi gánh vác đã dồn trên vai. Lên. Sao lần nào mình vô cũng hai câu quá vậy? Cặp loa này nhất định phải là của mình nha chú. Chú muốn lấy tới cái tivi gì là con. Chú ra chúng ta bị máy lấy chú ơi. Anh Huy Khánh đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Đố chữ bình nào ở ngoài biển? Cái bình nào ở ngoài biển hả? Dạ. Đố chữ bà, ghép chữ đó. Biển là gì? Đó, ghép chữ. Chương trình chúng ta rồi. Dễ thiệt. Quán gì rất đàn ông? Đố chữ. Trời ơi, quê Trường Giang đó. Quảng Nam. Chính xác. Phải không? Phải Quảng Nam không? Anh đã được hai câu hỏi rồi. Ngang rồi, ngang ngửa rồi, ngang ngửa rồi. Chưa, một câu nữa. Một câu nữa mới thắng. Cái câu này khó nha anh. Câu này khó ạ. Con gì đi ngang qua là ai cũng vỗ tay? Nó có rất là nhiều con bay ngang qua. Con ruồi, con bụi. Em không có con... nói là bay gì hết nha. Em chỉ nói là con gì đi ngang qua ai cũng vỗ tay. Con ruồi, con muỗi, con côn trùng. Chính xác. Cái như chưa là lượt lên 10 câu vậy đó. 10 câu, 10 câu. Bình tĩnh nha, bình tĩnh nha. Trời ơi anh ơi, em nể anh. Bây lắm giờ là hả? Mình thắng rồi. Không áp lực nữa, cái nào không biết thì thôi xuống. Ê mày, bây giờ ngồi kiếm kênh kiểu luôn nè. Dạ. Tiếp tục chương trình. Xoay tôi nằm ngang, tôi là vô tận. Cách tôi một nửa là tôi không là gì. Tôi là gì? Mà đố cái này là đố cái gì? Đố là đó, nghe mà hỏi đi, đừng hỏi lại. Nó phải có cái gì để cho người ta mượn tượng ra. Không, bên kia ta mượn tượng được kìa. Đi, nhắm mắt lại, đúng đi. Rồi, đọc lại đi, đọc lại đi. Xoay tôi nằm ngang. Tôi nằm ngang là tôi là vô tận. Mà cách tôi 50% là tôi là không. Không là gì? Nghe đi nói luôn. Nè cô phá chương trình hả? Cô phải nói là cắt tôi làm đôi tôi không là gì. Chứ đó cô nói cắt làm đôi là tôi là không. Thì chắc chắn là số 8 rồi. Con người mà đôi lúc phải có sơ suất thôi. Anh cảm ơn Harry rất nhiều. Em là một cô gái rất là xinh đẹp nha. Trời ơi. Này câu hỏi tiếp theo. Cái gì nếm thì tốt hơn ngửi? Cái gì nha anh? Cái gì? Cảm nhắc. Khỏi nhìn, dạ. Không thèm. Nếm tốt hơn ngửi. Cái gì? Cái gì nếm tốt? Cái lưỡi. Chính xác. Câu hỏi tiếp theo. Dùng chất nào sau đây có thể tẩy vết rượu vang đỏ dính trên vải? Bột mì, đường hay muối? Để tôi làm security. Bột mì là không thể rồi. Tại bột mì chét lên nó đóng cục lại. Đường thì nó sẽ bị thử, bị này, chảy ra, nó sẽ bị làm cho giống như nó bị khô, nó bị cứng.
Chỉ còn cái cuối cùng thôi. Đáp án chốt. Muối, muối, muối. Thấy chưa? Trời giỡn các bạn. Trời ơi. Mà lên cao quá là té đau đó nha. À, trèo cao té đau hả? Còn riêng câu này thì không phải là thử thách anh, mà là thử thách em. Tại câu hỏi nó quá dài. Câu này chết bạn tôi rồi. Chết, câu này chết chắc. Chết bạn tôi rồi. Một người phụ nữ được hỏi về các cô con gái của bà. Bà trả lời rằng trừ hai người còn lại tất cả là đều tóc vàng, trừ hai người tất cả đều tóc đen, và trừ hai người tất cả đều tóc đỏ. Hỏi bà ấy có bao nhiêu cô con gái? Ba lần chừa mỗi lần là hai người, đúng không? Ba lần bà chừa ra mỗi lần đều chừa. Bà có một thôi à? Không, phải thôi. Trời ơi, ba cô gái. Còn mà em hơi nể nha. Nể anh á, em không ngờ là anh sẽ đạt được tới 6 câu luôn á. Tại xa quá, anh nghe không rõ chứ gần nãy không chừng anh trả lời được nữa đó. Ồ, trời ơi. Thưa quý vị, vậy thì hỏi câu tiếp theo luôn. Câu hỏi tiếp theo luôn. Điểm săn mây nổi tiếng thuộc huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La tên là gì? Anh chỉ săn mây ở Đà Lạt, Lâm Đồng thôi. Anh không có đi tới đó nên không biết. Như vậy là Huy Khánh thật bất ngờ. Vị trí 6 câu trả lời liên tiếp. Thưa quý vị, câu chuyện đã ngã ngũ. Đội Huy Khánh là đội không thắng cuộc nên sẽ nhận được phần... Ủa gì vậy? Đội thắng mà. Thắng gì? Sao đâu mà. Hãy hỏi đồng đội của mình, những người đang lừa dối mình. Hỏi đi. Hỏi đồng đội mình. Hỏi đi. Thôi nghỉ đi, về lúc đấy. Về đi. Làm biết vậy ta trả lời thiệt cái câu kia rồi. Thấy chắc ăn rồi thì ông bộ trả lời sai đó. Hỏi đồng đội đi, tôi không biết à. Vậy là anh lấy cái loa hay lấy tivi? Vậy cuối cùng sao? Em Khánh ơi, đổi Khánh cho đỡ quê nè. Khánh ta phải câu thử. Trời ơi, vậy mà nói hai gạt không? Khánh ơi, đừng cho đỡ tâm lý. Để em hứa là em sẽ lấy tivi với loa và em chia cho anh. Biết gì trả lời cái kia làm ba rồi, giả bộ. Nên Khánh mang về 7, Huy Khánh mang về 6. Là đội của Huy Khánh, Nguyễn Hồng Thuận và Cao Bá Hưng. Các bạn ra về với tiền thưởng là 12 triệu đồng, kèm theo mỗi người một tai nghe LG không dây mang tên là Thân Free. Đây, Khánh sợ là không lấy được tivi hả? Trời ơi, nhãn hàng của chúng tôi bán đầy ngoài siêu thị á. Không lấy, không tốn tiền nó sướng hơn chứ. Nè của con trước nè. Rồi, cảm ơn các bạn đến tham gia chương trình. Và hãy để đau thương lại bên đội bên kia, bước lên vào vòng đặc biệt. Sẽ đưa một câu hỏi và các bạn phải đưa ra 20 đáp án trong vòng 1 phút là các bạn có thể lấy được tiền thưởng và lấy quà nữa. Rất đơn giản. Và bây giờ để thử thách với những gương mặt như thế này, chúng tôi đưa ra một câu hỏi. Nếu dành cho Harry Won thì phải là 20 tiếng. Là gì anh? Câu hỏi là gì anh? Nghe xong mình nhức não nè, nghe xong nhức não nè. Trong vòng 60 giây hãy kể tên 20 vật dụng mà người nông dân thường dùng trong công việc làm nông. Ui. Cái cuốc. Đúng. Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy không? Xào. Rổ. Kéo. Cái nón lá. Cái xẻng. Cái xẻng. Cái Bộ đồ làm nông. Cái bao tay làm nông. Đôi ủng. Bộ đồ làm nông. Không. Bộ đồ làm nông là đồ gì vậy? Cái cây cào. Cây cào. Cây cào ba chỉa. Xe kéo. Cái rá. Con trâu. Con trâu. Cái gì đó phải sử dụng con trâu chứ. Cái
sở dĩ thương của con cháu. Đúng quá, đó là đúng mất. Sở dĩ thương của con cháu luôn. Cái cột của con cháu. Anh còn cột cháu nè trời. Đó là đúng mất, đúng quá. Khẩu trang. Rõ. Em rõ rồi rồi. Cái khẩu trang. Cái nè. Không đúng hả? Quý vị thấy không? Quá khủng khiếp thưa quý vị. Một sự sáng tạo khủng khiếp. Cái cột nó cột đâu? Thưa quý vị là 60 giây và 20 đáp án cũng khó, vì nhiều khi mình nhớ cái đó mà mình không nhớ cái tên. Ví dụ như cái cày lưỡi cày bừa, con trâu là công cụ để dùng. Vậy các bạn trả lời xuất sắc quá. 11 đáp án. Nhưng mà đúng với tiêu chí mà anh em chương trình đó quý vị, anh em chương trình hay làm hay bàn với nhau á, là cái mục đích tới đây á không phải là thể hiện gì cả, mà tới đây là mang lại tiếng cười á. Hồi nãy mấy cái phim mà cười rung luôn, cái cột cột con trâu là cái phim cười banh luôn, dễ thương quá trời, dễ thương rất là vui. Chúng ta dù không thắng vào đặc biệt nhưng mỗi người đều có một loa LG Bluetooth Xperm Go đó. Và có giải thưởng. Cái giải thưởng 60 triệu là không có. Dạ, nhưng mà tuy là mình không có được 60 triệu nhưng mà mình có 18 triệu đồng. Xin chúc mừng. Wow. Và cái quan trọng nhất là chúng ta có một tấm vé vào vòng trong. Và ngày hôm nay cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cũng cảm ơn cái đội hồi nãy, họ dù họ lớn tuổi tí nhưng mà họ cũng vui. Mặc dù họ không vô vòng trong. Và cảm ơn quý vị khán giả xem đài đã dành thời gian theo dõi chương trình Nhanh Như Chớp. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ ba hàng tuần trên HTV7. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn nhà tài trợ chính LG Electronics Việt Nam đã đồng hành cùng với chương trình. Còn bây giờ, xin chào. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bé này chắc ở nhà thả thính dữ lắm nè. Đúng rồi, em phải đọc mấy cái đó. Dạ, chân em đau quá. Sao vậy? Em lỡ pha vào ánh mắt của chị rồi đó. Trời ơi, câu này không vui. Không vui hả? Cái chân của em mà dai với mắt của chị là mắt chị bầm đó. Có hai người đang tranh cãi, Lan chạy đến khuyên ngăn. Hỏi hai người cãi nhau ở đâu? Ở đâu đâu biết đâu. Ở Lan Can. Vừa mắc vừa quý giá hơn cả một viên kim cương. Người yêu ạ. À? Người yêu. Đối với em, người yêu mắc hơn quý giá hơn cả một viên kim cương. Được, hợp giá yêu nghe. Thưa quý vị, các bạn trai mới lớn hay có câu là không có gì quý giá bằng người yêu của tôi, mà luôn bỏ người yêu tôi cho đến khi tìm một người yêu mới. Đúng vậy. Con gì mua về chỉ để thả ra? Con gà. Nhỏ này nè, mua về thả ra cho vui nè. Sống thì phải đi đường thẳng không đường ngang à, sống phải đi đường thẳng đẹp trai như Trường Giang à, còn gương mặt xinh xinh và thon thon nhắc tới là ai cũng biết chính xác là Harry Won.